Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, lần đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức xin được chào mừng các quý đại biểu, các vị khách quý, toàn thể vận động viên, cổ động viên đã tới tham dự lễ khai mạc hội thao Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 20 ngày hôm nay. Và sau đây để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức chương trình văn nghệ với các tiết mục sôi động, ca khúc Khát khao hơn, sáng tác nhạc sĩ Bảo Trấn do Thanh Quyền và vũ đoàn Maria thể hiện, top ca Những trái tim Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Phương Nguyên, và cuối cùng là ca khúc nhảy Sia Mat Up biểu diễn vũ đoàn Maria. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nắm tay nhau hòa niềm vui, nhịp nhàng bước chân rất đông người, trong sáng vô tư cùng cuộc chơi, bên nhau ta có thêm bao nụ cười. Bạn sẽ khát cao hơn khi hiến dâng sức mạnh, nhẹ nhàng nước đôi chân bạn mang về chiến công. Bạn sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng, niềm tin sắp trên môi người sáng tổ quốc ơi. Giây phút vinh quang cùng niềm vui, hoàng người nắm tay hát vang trời. Giây phút bên nhau cùng cuốn chơi, bên nhau ta ước mơ về hàng người. Bạn sẽ khát khao hơn khi hiến dâng sức mạnh, nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chiến công. Bạn sẽ khát khao hơn khi cháy lên khát vọng, niềm thầm thắp trên môi người sáng tổ quốc ơi. Bạn sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng, niềm vui thấm trên môi người sáng tổ quốc ơi. Bạn sẽ khát cao hơn khi hiến dâng sức mạnh, nhẹ nhàng nước đôi chân bạn mang về chiến công. Bạn sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng, niềm người thấm trên môi người sáng tổ quốc ơi. Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh hận thù. Những non sông kêu tên chúng ta sẵn sàng tôi đứng lên. Người người nghe tiếng con tim ngàn tuổi, quên chim kêu tên mình. Những núi sông đang rung rã trong tim ta.
dâng dâng trao, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao giờ. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam ơi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Nghe tiếng quê hương đang gọi, tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng núi sông đang rung rã trong tim ta, sóng cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao giờ. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Con tim muốn nói tôi yêu Việt Nam. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Nghe tiếng quê hương đang gọi, tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng đôi sông đang rung rã trong tim ta, sóng cũng đang dâng trào, dâng trào, thấy sông ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao giờ. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Con tim muốn nói tôi yêu Việt Nam. Bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Việt Nam tôi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Con tim muốn nói tôi yêu Việt Nam. Chẳng ai dâng hiến, chẳng ai hy sinh, tổ quốc ơi,
Và sau đây tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời các quý đại biểu, các vị khách quý, các toàn thể khán giả chúng ta cùng đứng dậy chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ trao cờ. Nghiêm trao cờ. Thôi, xin mời quý vị tất cả ngồi xuống. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí, như thông lệ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội thao truyền thống khởi nguồn từ giải cầu lông được tổ chức từ năm 2003. Đến nay, trải qua 20 năm tổ chức với nhiều bộ môn được bổ sung, giải thể thao đã được nâng tầm quy mô hội thao, đem đến sân chơi bổ ích, hấp dẫn tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao sức khỏe, phong trào thể dục thể thao trong toàn Đảng bộ khối, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi giữa người lao động và các đơn vị, góp phần thúc đẩy chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Hội thao năm nay được tổ chức với 4 bộ môn, đó là bóng bàn, kéo co, bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ. Về tham dự lễ khai mạc hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng sự giới thiệu, sự hiện diện của các quý vị đại biểu, đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Nghệ An, lãnh đạo trường Đại học Vinh và đại diện Trung tâm Thi đấu tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về tham dự với hội thao chúng ta hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ, trưởng phó, chuyên viên các ban, văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đoàn khối. Bên cạnh đó, chúng ta còn vinh dự chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng An Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chị Nguyễn Thu Thảo, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ quốc tế Thavi. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban tổ chức, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An, phóng viên báo Nghệ An, tổ trọng tài, tổ y tế, đại diện lãnh đạo 136 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, huấn luyện viên, hơn 1.000 vận động viên đến từ 56 đơn vị và toàn thể quý vị khán giả, cổ động viên đến tham dự lễ khai mạc hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và sau đây, tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Quang Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thao sẽ lên khai mạc hội thao. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An,
Kính thưa đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Kính thưa đồng chí Phan Thị Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban văn phòng tỉnh ủy, các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp cùng toàn thể vận động viên, ban huấn luyện viên, cổ động viên. Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 20 năm chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức giải cầu lông cho cán bộ đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp. Từ đó đến nay giải đã được duy trì và phát triển. Từ chỗ chỉ một bộ môn thi đấu đến nay với 4 bộ môn thi đấu, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia, quy mô chất lượng giải ngày càng được nâng cao, góp phần thành công cho hội thao trong suốt 20 năm qua. Ban Thường vụ Đảng ủy khối xin được cảm ơn các cấp ủy đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp, các thế hệ vận động viên, cổ động viên qua các thời kỳ ủng hộ, đồng hành để phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được quan tâm. Kính thưa các đồng chí, hội thao Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2023 được tổ chức với mục đích thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động năm 2023 với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thao là sân chơi để phát huy, duy trì, phát triển phong trào, rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, tăng cường khối đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ khối. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp đã về dự và cổ vũ cho hội thao. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh suốt 20 năm qua đã đồng hành cùng Đảng ủy khối. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Quốc tế Tha Vi đồng hành cùng hội thao lần thứ 20. Xin cảm ơn Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, Trường Đại học Vinh đã bố trí cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để phục vụ giải. Cảm ơn phóng viên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin. Cảm ơn Công ty Rách Media đã quay phát trực tiếp lễ khai mạc và các trận đấu của hội thao. Xin chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, chúc vận động viên thi đấu nhiệt tình vô tư đạt kết quả cao, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quang Hoa, trưởng ban tổ chức hội thao. Và sau đây xin được mời cầu thủ Trần Thái Tôn, vận động viên của đơn vị Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Vinh, sẽ thay mặt hơn 1.000 vận động viên tham dự hội thao lên tuyên thệ. Xin mời cầu thủ. Tôi Trần Thái Tôn là vận động viên của đơn vị Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Vinh. Ngày hôm nay tôi đại diện cho toàn bộ vận động viên đến tham dự hội thao của Đảng bộ doanh nghiệp Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2023. Xin hứa: một, chấp hành điều lệ sự điều hành của tổ trọng tài; hai, tham gia với đấu với nỗ lực hết sức, với tinh thần đoàn kết trục thượng cao thượng. Xin hứa. Xin cảm ơn cầu thủ Trần Thái Tôn. Tiếp theo xin được mời đồng chí Lê Đình Ngọc Thành, đại diện tổ trọng tài, sẽ lên tuyên thệ. Tôi Lê Đình Ngọc Thành, đại diện cho lực lượng trọng tài tham gia điều hành hội thao Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2023, tuyên thệ. Một, tuyệt đối chấp hành nghiêm điều luật, điều lệ, quy định của ban tổ chức giải. Hai, đi gần các trận đấu một cách chính xác, công bằng, trung thực, vô tư, khách quan. Ba, nỗ lực hết sức mình về thành công của giải. Xin thề.
Xin cảm ơn trọng tài Lê Đình Ngọc Thành. Và để có được buổi lễ khai mạc quy mô rực rỡ như hôm nay, không thể không nhắc đến đơn vị đồng hành cùng giải đấu từ những ngày đầu tiên, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho giải, đó là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh đã đồng hành cùng giải đấu suốt những thời gian qua. Và đặc biệt hơn, năm nay hội thao còn đón nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ hệ thống thẩm mỹ quốc tế Thavi. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Ngô Đình Viện, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó Ban tổ chức hội thao sẽ lên trao hoa và quà để tri ân các đơn vị đồng hành. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Đặng An Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh. Xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thu Thảo, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thavi sẽ đại diện đơn vị đồng hành bước lên đón nhận tấm lòng tri ân của ban tổ chức. Xin mời quý vị có thể nổ một tràng pháo tay để cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cũng như Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thavi. Dự xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phan Thị Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ cùng xuống tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự và tổ trọng tài để động viên và chúc các đội thi đấu thành công. Xin trân trọng kính mời các quý đại biểu. Xin chào quý bạn đang có mặt tại nhà thi đấu của tỉnh Nghệ An, số 6 Đầu Tấn, thành phố Vinh.
Lúc này là trận đấu bóng chuyền nữ hơi giữa hai đội bóng PTS và Ngân hàng Vietcombank Vinh. Trận đấu khai mạc trong khuôn khổ bảng E của giải đấu năm nay. Bảng E cũng có PTS, Vietcombank Vinh, Bến Xe và Mai Minh Anh. Để tiếp tục là một pha bóng bền, một vòng quyết định để giúp cho Vietcombank Vinh giành thắng lợi. Đánh bóng ra ngoài và đó là điểm số cuối cùng của trận đấu này. Các cô gái bên phía Vietcombank Vinh đã giành thắng lợi với tỷ số cách biệt là 15-10. 15-10 là trận đấu thứ ba. Ở trận đấu đầu tiên thì các cô gái bên phía PTS đã giành thắng lợi 21-11. Ở trận đấu thứ hai, Vietcombank Vinh đã giành thắng lợi với điểm số 21-15. Và trận đấu thứ hai họ tiếp tục nối mạch chiến thắng với điểm số 15-10. Dù thua trận này, tuy nhiên các cô gái bên phía PTS vẫn đang dẫn đầu của bảng E sau khi họ đã có những chiến thắng trước các đối thủ như Bến Xe và Mai Minh Anh. Xin chúc mừng đội bóng của huấn luyện viên Tránh Đức đang duy trì được vị trí đầu bảng của bảng E sau khi khép lại các trận đấu ở vòng bảng của môn bóng chuyền hơi nữ. Và cũng xin chúc mừng cho Vietcombank Vinh cũng đã có chiến thắng ngày hôm nay 2-1. Các bạn như vậy, thân mến, như vậy là buổi phát trực tiếp lễ khai mạc của hội thao Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 20 năm 2023 cùng với trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa PTS và Vietcombank. Chúng ta sẽ được khép lại tại đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.